Cục Hàng không Việt Nam vừa có buổi làm việc với các cơ quan liên quan về việc phối hợp giải quyết các hoạt động tại cảng hàng không. Cụ thể, các cơ quan tổ chức sẽ phối hợp với nhau trong quy trình soi chiếu hành lý quốc tế thất lạc, bảng thông báo các vật phẩm cấm mang lên tàu bay và hành lý cần làm thủ tục hải quan, di rời quầy kinh doanh hàng miễn thuế tại nhà ga đến cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, phổ biến quy định liên quan tới hành khách không được nhập cảnh, thống nhất việc lắp đặt, nâng cấp các thiết bị soi chiếu hành lý, hàng hóa và thiết bị giám sát hải quan, tập huấn nghiệp vụ phòng chống nhập khẩu, nhập cảnh trái phép. Ngoài ra, các cơ quan quản lý nhà nước cũng thống nhất các vấn đề cần phối hợp trong thời gian tới, trong đó có việc cấp thẻ kiểm soát an ninh ra vào khu vực hạn chế, đảm bảo an toàn tại cảng hàng không, cụm cảng, sân bay cung cấp, khai thác, xử lý, sử dụng thông tin về hành khách trước khi nhập cảnh Việt Nam qua đường hàng không.